Chào mừng các bạn mới trở lại với kênh An Thái Ô Tô. Nay mình đã giới thiệu với các bạn một cái mã hàng 93490 2M300. Hàng chuẩn xịn của Korea nhé. Made in Korea. Hyundai Mobis. Đây. Riêng hàng Mobis này bao giờ cũng có cái tem 7 màu này. Đọc cái mã xong mình mở ra các bạn xem trong nó là cái gì. Đúng hàng Vina một biết. Thì đây nó là cái cáp còi. Cáp còi nắp trên xe con Kia Forte. Đó. Mới 100% hàng xịn luôn, xịn mũi. Thì cái riêng cái cáp còi này, đa số là nếu mà hàng xịn nó sẽ có những cái mã vạch ở đây này. Đó. Đây hàng mới thì gần như là người ta khóa cái đai này lại. Bởi vì bình thường nếu trên xe này cái này nó quay. Đấy. Quay được tầm nếu trên vô lăng thì quay được tầm cỡ khoảng độ vòng rưỡi đến vòng 7 nhé. Từ sang từ trái sang phải thì phải sang trái. Còn ở trong cái cuộn cáp này người ta sẽ quấn rơi vào khoảng 4 vòng rưỡi đến 5 vòng từ bên này sang bên kia. 5 vòng hoặc 4 vòng rưỡi. Cái này lắp đặt đấy. Ở trên xe nếu như mà không không đưa về cái vị trí ở giữa này thì nó rất hay bị đứt đứt cáp. Tức là một là kiểu đáng lẽ ví dụ cái vòng quay của trên trên vô lăng mình là cái này nó quay là mỗi bên là nó rơi vào khoảng độ nó cho phép là khoảng độ 2 vòng rưỡi, nhưng mà ví dụ mình đặt sai vị trí ấy, thì nó lại bị một bên ngắn bên dài, cái đâm bên khi mình lái hết xong một bên ấy thì là nó căng cái dây cáp cho trong này nó bị đứt. Hoặc là những cái cuộn này nó là những cái nó gọi là cái nó xếp bằng cái gọi là cái đồng lá nó cuộn ở trên thì bắt đầu dùng sử dụng một thời gian đấy là trong cái gọi là cái cáp. Cáp nó bằng cái lá đồng nó mỏng dính ấy, mỏng lắm nên là nó bị gãy, nên là cứ quay đi quay lại cái này, riêng cái phần này quay đi quay lại, quay đi quay lại là nó bị dễ bị gãy hoặc là đứt, gập gập cáp là sẽ bị đứt cáp. Thì là khi đứt rồi nó sẽ như cái cáp này ấy, là nó đầy đủ rắc này. Con này nó là có hai hàng rắc này là nó rơi vào 12 chân. Thì cái cáp còi này nó cáp này nó ăn theo cả lên cái rắc lên túi khí trên vô lăng. Và cái cuộn này nó có tác dụng nữa là vừa làm kêu còi này, vừa là có tác dụng để báo cái túi khí ở trên vô lăng, vừa có tác dụng là tích hợp đài đài hoặc là nút control nhé trên vô lăng, trên hệ thống vô lăng nó khiển riêng ở trên này, nó khiển ấy. Khiển trên cái tích hợp trên cái vô lăng ấy. Thì đây mình vừa giới thiệu qua cho anh em và các bạn cái cuộn cáp còi trên vô lăng, lắp trên vô lăng con Kia Forte. Anh em có muốn tìm hiểu sâu về cái dòng sản phẩm này thì add Zalo hoặc Facebook qua số điện thoại 0769086333. Thì add Zalo hoặc điện thoại trực tiếp thì bên mình sẽ tư vấn. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.